Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng được biết đến là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp tựa như chuyện cổ tích. Sau 2 năm về chung một nhà, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Bản đi một thời gian mới đây, Song Joong Ki bất ngờ công khai hẹn hò với bạn gái có quốc tịch Anh, khiến làng giải trí châu Á được một phen chấn động. Phía công ty quản lý của anh chàng còn cho biết thêm, Song Joong Ki đang gặp gỡ với những tình cảm tốt đẹp cùng một cô gái. Mong mọi người hãy dành ánh mắt ấm áp cho cuộc gặp gỡ của hai người họ. Chúng tôi cũng mong các bạn thông cảm vì không thể xác nhận được những thông tin khác trừ việc hẹn hò. Xin hãy kiềm chế đưa ra những thông tin không được kiểm chứng khác. Một bộ phận khán giả bày tỏ tiếc nuối khi cặp đôi song song không thể nào nối lại tình xưa. Tuy nhiên, đa số đều gửi lời chúc mừng tới nam diễn viên khi biết tin anh đã tìm được hạnh phúc mới sau một thời gian dài độc thân. Hiện tại, ở khắp diễn đàn lớn nhỏ, dân tình vẫn đang không ngừng bàn tán về chuyện tình của Song Joong Ki với bạn gái người ngoại quốc. Hy vọng mong manh của tôi đã đứt, sao vẫn cứ ôm chấp niệm anh chị sẽ về với nhau. Đeo khẩu trang thôi mà nhìn mắt đã thấy đẹp rồi ấy. Mà Song Joong Ki tự tin như vậy, chắc hai người cũng nghiêm túc tìm hiểu nhau rồi. Vậy cũng tốt, tự mình xác nhận với fan luôn cho đỡ bỡ ngỡ. Cũng nên tìm bến đỗ hạnh phúc cho mình rồi Song Joong Ki à. Chúc anh hạnh phúc, hy vọng đổ vỡ hôn nhân một lần không làm anh sợ kết hôn. Tuy mới có tin yêu đương nhưng mà vẫn chúc anh sẽ có một kết hậu nha. Ngoài Song Hye Kyo ra, không thấy ai hợp với anh nữa. Sau khi thông tin này được Song Joong Ki xác nhận, netizen bắt đầu tìm ra điểm trùng hợp giữa tình mới nam diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời với Song Hye Kyo. Theo đó, cả hai mỹ nhân này đều lớn hơn tuổi Song Joong Ki. Trong khi Song Hye Kyo hơn chồng cũ 3 tuổi, thì người yêu mới cũng hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Bên cạnh đó, người yêu mới Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều mang vẻ đẹp khí chất thần thái sang chảnh và có gu thời trang thanh lịch đúng chuẩn tiểu thư. Sau khi tìm ra những điểm trùng hợp khó tin giữa tình mới Song Joong Ki và Song Hye Kyo, người hâm mộ và khán giả đều cho rằng gu người yêu của nam tài tử cậu Út nhà tài phiệt dường như vẫn thế trước sau như một. Những mỹ nhân ấy đều mang vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, có nhan sắc và khí chất sang chảnh khó ai bì kịp. Được biết, Song Joong Ki và bạn gái gặp nhau thông qua người quen vào cuối năm ngoái. Tình mới của nam diễn viên cậu Út nhà tài phiệt là cô gái thông minh xinh đẹp và đặc biệt không làm trong ngành giải trí. Sau 3 năm ly hôn, Song Hye Kyo dường như Song Joong Ki đang thực sự hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình. Khác với những lần hẹn hò trước đó, ở lần này, Song Joong Ki không giấu giếm chuyện đang hẹn hò. Tại các sự kiện lớn nhỏ quảng bá phim, nam diễn viên đã thể hiện tình cảm của mình bằng cách đi cùng bạn gái và giới thiệu cô với tất cả nhân viên. Về phía vợ cũ, sau khi hay tin, cô liền có động thái bất ngờ. Cụ thể, vào tối cùng ngày, người đẹp trái tim mùa thu đăng tải loạt ảnh đến buổi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Cho Sun Hee. Được biết, Cho Sun Hee và Song Hye Kyo là bạn bè thân thiết suốt 20 năm qua, nữ diễn viên thường xuyên công khai ủng hộ bạn bè trên mạng xã hội. Song Hye Kyo là ngôi sao luôn vướng vào rắc rối liên quan chuyện tình ái, không chỉ bị réo tên liên quan đến việc chồng cũ công khai bạn gái mới, mà trước đó khi tình cũ kết hôn, nhất cử nhất động của Song Hye Kyo luôn được công chúng theo dõi sát sao. Song dường như ngọc nữ xứ Hàn không hề bị ảnh hưởng bởi những tin tức bên ngoài, cô lựa chọn việc tận hưởng cuộc sống riêng tư bên bạn bè. Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại khách sạn Silla Seoul. Đến tháng 6 năm 2019, Song Joong Ki thông báo đệ đơn ly hôn, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau khi đường ai nấy đi, hai ngôi sao đều tránh nhắc đến đối phương trên truyền thông.